Hà đang viết xin chào các bạn. Sau đây Hà đang viết xin giới thiệu các bạn cần Sulander 4m50 và 4m25 của Hà đang vừa nhập về một lô. Indo quá nha. Mang dây Indonesia này. Indonesia. Cái này xoắn toàn thân. Trôi cần và tem của nhà sản xuất các bạn nhé. Xoắn toàn thân có một màu màu này thôi các bạn nhé, màu xanh xanh ngọc này thôi. Khoen Fuji bạn nhìn khoen nó đây. Khoen Fuji đây là bát 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 gà máy Fuji. Bát và khoen đều là Fuji hết. Fuji đây các bạn, chiếc Fuji này. Fuji Fuji định vị khoen các bạn nhé, định vị khoen này. Khoen xoắn gọn xoắn con này xoắn bằng toàn thân. Bát gà máy cao các bạn nhé. Này, mua về các bạn mua về hạ cần hạ hạ bát. Sulander 4m25 BT. Mà dây Indonesia bạn này. Shimano sản xuất. Trôi cần tem và tem cảnh báo và nhà sản xuất tem nội địa Nhật đấy các bạn. Đốt ngọn này 3,5 ly các bạn, tầm đấy. Vừa rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn cần Sulander có hai kích thước 4m25 và 4m50. Hải Đăng Fixing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fixing.